Cuốn phim West Side Story đã đoạt 10 giải Oscar vào năm 1961. Bộ phim phải nói là khi mà chúng ta xem rồi thì không thể nào quên được. Cuốn phim này lãng mạn, hấp dẫn và thật sự gây sốc cho tất cả mọi khán giả. Tại sao? Tại vì tất cả các nam và nữ diễn viên rất là tuyệt vời, thật tỏa sáng, thật rực rỡ. Chuyện phim nói về những năm 1950, về sự cạnh tranh giữa hai băng nhóm thanh thiếu niên với các nguồn gốc dân tộc và văn hóa khác nhau. Và một màn rất là đặc biệt trong phim, đó là trong lúc cái cuộc tranh chấp đang là căng thẳng tới tột cùng, thì bài hát Somewhere được cất lên. Ở một nơi nào đó sẽ có hòa bình, một nơi không tranh chấp, một nơi sẽ chỉ có yêu thương. Và thật là tuyệt diệu. Mọi người hiện diện đều rơi nước mắt và sự tranh chấp của các băng đảng đã ngưng tại đó. Mời quý vị thưởng thức Somewhere với tiếng hát Teresa Mai và Phạm Hà. Thank you.
Tuyệt vời, một tiếng hát